Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Hey, trời ơi, mệt quá mấy bạn ơi. Cuối cùng thì mình cũng đã hoàn thành xong được cái máy cưa của mình rồi. Quá là đẹp luôn. Trời ơi, chị em ơi, có cái phong tận phá gì với làng kia mà lại bắt quả tang. Đâu, để chị xem. Hết rồi nha, thấy hết rồi nha, bắt quả tang, bắt quả tang. Bắt quả tang cái gì? Ủa, cái này là cái máy mà tôi mới vừa xây ra chứ có làm cái gì xấu xa đâu mà bắt quả tang. Trời ơi, mọi người biết cái này là cái gì không? Cái gì? Cái gì mà mới vừa xây? Trời ơi, nhìn mấy cái này là mấy cái người nguy hiểm này. Em tính làm gì? Em phải gì là mà xương không? Xương sỏ về là gì mà cơ thể con người chứ đây hả? Trời ơi, mình làm cái gì đây hả? Trời ơi, quái vật đúng không? Đây đây đây, xin giới thiệu với mọi người, đây chính là một cái máy cưa ở trong Minecraft mà tôi mới vừa sáng chế được, được gọi là máy cưa kim cương, chuyên dùng để cưa những con quái vật ở trong Minecraft. Nghe ghê không? Trời ơi. Đúng rồi. Ơi, lừa ai chứ, đâu lừa ba chị em tôi để biết lừa ai không vậy? Trời ơi, cái máy cưa cấu gì ai mà tin đúng chị em? Trời ơi, mọi người lại xem thường cái máy này của tôi rồi. Đây đây, ở chỗ này nè, tôi có để một con heo ở đây nè. Đây để tôi test cho mọi người xem nha. Đầu tiên nè, tôi sẽ lấy con heo này ra, tôi dẫn nó qua bên đây. Mọi người qua đây nè, đây. Ở bên này á của tôi á là một cái băng chuyền, mọi người thấy không? Giống như bọn mình đi ăn chi chi gì đó. Ừ. Bọn mình sẽ bỏ con heo lên trên đây. Con heo leo lên mày. Leo lên. Ôi trời, cái con heo. Ôi, leo lên heo. Ai cứu tôi. Cứu tôi với. Đánh tôi xuống. Trời ơi, may quá, xém nữa là mình biến thành con heo luôn á bạn ơi. Xém nữa mình bị cưa luôn rồi. Giật hết cả mình. Trời ơi, bây giờ sao bỏ con heo được ta? Mình phải có cái cầu thang, có ai có cầu thang không cho tôi? Đây là heo hay tôi có. Trời ơi, ông thí nghiệm mà ông gặp bắt cái chân này tôi nè. Rồi, tại vì con heo này mập quá tôi khinh nó không nổi. Đây tôi đẩy heo lên. Không có. Rồi, đẩy heo vô. Rồi, con heo nó đã bị trôi trong cái máy nè bạn thấy không? Đó, nó đi vô cái máy nè. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ qua bên đây và chúng ta sẽ thấy được điều bất ngờ. Rồi, mọi người qua bên đây là mọi người sẽ thấy một cái điều vô cùng bất ngờ luôn rồi nha. Con heo đã bị bỏ trong máy cưa và sau đó thịt của nó sẽ chạy ra ngoài đây. Đó, thấy không? Có cả xương của con heo đó nè. Đó, trời ơi. Vậy là cái máy là máy để chặt thịt thôi hả? Trời ơi, Simmy sai rồi nha. Cái máy cưa này của tôi á không phải là chỉ dùng để cưa thịt heo đâu nha. Tôi đâu có bán thịt heo đâu mà mua cái máy cưa thịt heo làm gì. Cái máy cưa này của tôi á được đặt tên á là máy cưa kim cương. Tại sao nó lại có cái tên như vậy? Là bởi vì á cái máy cưa này nó rất là mạnh luôn và nó có thể cưa được những con quái vật ở trong Minecraft. Đó, nghe hấp dẫn không? Cưa hết tất cả quái vật trong Minecraft luôn đúng à? Đúng rồi đó. Không to cưa được không? Trời ơi, rồng Ender hay con gì cũng cưa được hết luôn á. Thì bây giờ có ai muốn đi theo tôi không? Khoan. Hả? Nhưng mà nếu mà muốn bỏ vào đây thì chúng ta phải đi bắt nó hả? Đúng rồi, bây giờ bọn em là sẽ lập đội ra để đi bắt mấy con quái vật đó đem về nè đó. Nhưng mà hôm nay tiếc ghê, không có ông nào con trai Siro, Mr. Dịch hay Kairon không có trong đây rồi. Cho nên chị em đi chung với tôi không? Ok, đi thôi. Yo. Hình như nhà chị vẫn còn nhiều việc á. Đi đi nha, chứ còn chị sẽ mọi người đến được mọi người về thì kêu chị nha. Chứ còn giờ ai môi còn chị... nhiều việc nha. Trời ơi, thiệt luôn á. Cái bà này thiệt luôn á bạn. Nhát gan ơi là nhát gan luôn á. Thôi không sao, bây giờ dù gì thì bọn mình cũng có ba người rồi. Ba người thì cũng đủ để tiêu diệt bọn quái vật rồi bạn ơi. Hay, ok. Vậy thì bây giờ biệt đội của chúng ta đặt tên là gì vậy ta? Biệt đội săn quái vật đi. Ok, biệt đội săn quái vật của chúng ta sẽ cùng nhau đi bắt những con quái vật đầu tiên để bỏ vào trong cái máy cưa này cưa thử nha các bạn nha. Rồi ok, và bây giờ chúng ta chuẩn bị bắt đầu đi thôi. Let's go. Rồi ok bạn ơi, thì bây giờ bọn mình cũng đã chuẩn bị xong những cái món vũ khí của bọn mình để tiêu diệt mấy con quái vật nè các bạn. Đó ok, bây giờ bọn mình sẽ cùng nhau đi kiếm những con quái vật đầu tiên nha các bạn nha, để xem coi. Ui ui, mọi người bên đây. Ui, tôi thấy con này nè. Ô, cái con này là cái con gì trong anime Sim, cái con gì Sim? Jasmine. Ok, trời được. Ui. Mình sẽ thử bắt cái con này và cưa nó ra thử coi bên trong nó có cái gì nha các bạn nha. Được rồi. Ôi, tiến lên. Ui. Được luôn hả? Ghê vậy. Được chứ, được chứ. Đây đây. Bây giờ bọn mình sẽ phải tấn công nó hiểu không? Quay, Jasmine. Quay. Đây đây. Ui, phun lửa đó mọi người, phun lửa đó, bắn nó đi mọi người. Ui, Jasmine. Ui, ui. Điện nữa bạn. Ôi Sammy. Ôi trời, trời ơi, Sammy bị tiêu diệt rồi bạn ơi. Giờ cái con Jasmine này đứng lại. Ôi Sim ơi, cẩn thận nha Sim, cẩn thận nha. Cẩn thận á. Ôi trời, mấy bạn ơi, cái con Jasmine này nó có sức mạnh điện các bạn ơi, nó mạnh ơi là mạnh luôn á trời. Ôi mày Jasmine. Ôi Sammy.
Trời rồi xong, Simmy bị tiêu diệt luôn rồi bạn ơi. Simmy có kim cương nè, khoai lụm mình mượn nha. Ok, đây Chainsawman đã đứng đây. Ui cái súng này hết đạn rồi, Ui, Chainsawman nè, đứng đây. Trời mấy bạn ơi, cái con Chainsawman này nó mạnh. Mấy bạn ơi, mình bắn mãi không được nó nè. Mày Chainsawman. Ui ôi, cái con Chainsawman này nó có sức mạnh rồi, là bắn ra cái tia điện nữa bạn. Trời ơi trời, sợ thiệt sự luôn á. Chainsawman. Ui, không được rồi bạn ơi, mình cứ đánh nhau với đó kiểu này là không được rồi. Cái con này á nó không có sợ lửa bạn ơi. Đúng rồi, mình có cách rồi. Bây giờ mình sẽ chui vô đây, mình núp trong đây nha bạn nha. Ok, mình sẽ núp ở trong đây nè, rồi mình chờ nó tới. Ok, mình sẽ lấy một cái bình thuốc mù nè. Nó đang tới bạn ơi. Kìa, nó đang đứng ở bên kia kìa. Ok, mình sẽ chờ nó vô đây, sau đó mình sẽ chọi thuốc nó nha bạn. Rồi, 1, 2, 3. Chọi nè. Trời, không biết nó có bị gì không trời. Sợ quá. Nó bị mù rồi bạn ơi. Yes, nó bị mù rồi, bây giờ mình sẽ vào vô mình đánh nó. Chạy đâu hả? Chainsawman. Con này nó bị mù nhưng mà chạy nhanh các bạn ơi, nó lạng lách quá. Lạng lách quá trời nè. Mày Chainsawman nè. Yes, mình tiêu diệt được nó rồi các bạn ơi. Yes, ok. Bây giờ á, cái con này, trời, cái con này trong người nó nhiều đồ như vậy trời. Đâu rồi, để mình tìm cái quả trứng của nó coi. Đây, mình đã tìm thấy được quả trứng của nó rồi bạn ơi. Đó, yes, sure. Vậy là coi như mình đã thuần phục được nó rồi nha bạn nha. Bắt được con Chainsawman này nè. Ok, bây giờ mình sẽ bỏ vô lại quả trứng nè. Rồi, bây giờ mình sẽ đem nó về để mình cưa nó ra thử coi bên trong của nó có gì nha bạn nha. Trời ơi, hội chị em bị đánh chết queo hết trơn rồi. Từ từ, để tôi về, tôi tìm hội chị em thì tôi kêu hội chị em ra phụ tôi cưa con Chainsawman này ra coi bên trong nó có gì nha bạn. Ok, let's go đi thôi. Hey, trời mấy bạn ơi, mệt muốn chết luôn á. Cuối cùng thì mình cũng đã bắt được con Chainsawman rồi, nhưng mà hội chị em bị tiêu diệt hết trơn. Thôi không sao, bây giờ cũng bắt được nó rồi. Ok bạn ơi, bây giờ mình sẽ thả thử con Chainsawman vào trong cái máy cưa của chúng ta để cưa nó ra coi bên trong của nó có gì nha bạn nha. Chị em sẵn sàng chưa? Em sẵn sàng. Rồi, sẵn sàng rồi đúng không? Ok. Cưa máy cưa lạ ha. Rồi. Đây đây coi nè, bây giờ mình sẽ để con Chainsawman vô nè. Đó, là nó sẽ đi vô trong cái máy cưa của chúng ta nè bạn. Nó đang đi vô thấy không? Ê mọi người, hình như là nó đang không muốn vô hay sao mọi người, nó cố gắng nó chạy ra kìa. Trời ơi, nhưng mà chạy làm sao được. Đi vô đi mày, đi vô trong. Tạm biệt nha. Ok, tạm biệt bạn nha. Rồi ok, vô trong rồi nè. Rồi, bây giờ mình sẽ qua bên đây mà chờ coi nó sẽ ra được cái món gì từ trong cái máy cưa chúng ta nha. Rồi, để coi coi nó có rơi ra cái món đồ gì ở trong cái máy cưa của mình sau khi là cái con Chainsawman bị cưa ra không nha các bạn nha. Để coi coi. Ui mọi người, nhìn nè, nó rơi ra nè. Ui, có cái đầu, có bộ xương. Trời ơi, có đôi giày nè. Ui rồi còn gì nữa, trời, sao nhiều đồ quá vậy. Ui, có cái máy cưa nè mọi người. Ui, một cái trái tim. Ủa rồi cái con gì đây. Ủa Sim ơi, cái con này là con gì hả Sim? Ủa? À, hình như đây là con chó, là Pochita nè. Pochita, ủa là cái con mà ở trong cái anime hả? Wow, trời ơi bạn ơi, không ngờ. Gọi là trong người của gọi là Chainsawman á. Trời ơi, không ngờ rằng là Chainsawman lại là rơi ra nhiều đồ như vậy luôn các bạn. Đâu để mình xem coi nha. Đầu tiên á, ở đây là chúng ta có thể thấy là có cái đầu của Chainsawman nè. Ủa, hình như Chainsawman á ở trong chuyện thì vẫn là con người nhưng mà bị biến thành người cưa đúng không? Rồi, tiếp theo nữa là có bộ xương nè bạn. Trời ơi, cơ thiệt sự luôn á. Có cái áo giáp nè, có đôi giày nè, và có thêm cái này. Cái này tôi nghĩ là cái này chắc là cái răng của con Chainsawman đó mọi người, cái răng nhọn của nó mọi người. Trời ơi, đúng rồi. Đó, còn ở đây là chúng ta có thêm một cái máy cưa nữa. Đúng rồi, Chainsawman là phải có máy cưa đúng không các bạn? À, trời ơi, quá trời đồ luôn bạn ơi. Xịn thật sự luôn á trời. Ủa rồi hồi nãy hình như là tôi thấy là có trái tim này với lại cái con chó nữa thì phải. Để mình xem coi cái con nó chui vô trong đây lại rồi. Cái con chó này nó sợ người quá, nó chui vô đây lại các bạn ơi. Đi ra nhanh lên. À, có thêm cái con chó mà có cái lưỡi cưa trên đầu ra bạn. Trời ơi, lại sợ luôn á. Và có thêm một trái tim nữa. Đúng rồi, dù gì thì Chainsawman cũng từng là con người, cho nên là cũng phải có trái tim giống như người bình thường đúng không các bạn. Đó, hợp lý. Yes, vậy là bây giờ chúng ta cũng đã biết được trong người của quỷ cưa Chainsawman đã có những gì rồi. Ok, quá là hấp dẫn luôn. Mọi người thấy thú vị không mọi người? Thú vị đúng không? Dạ, được rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi kiếm những con quái vật khác và bỏ nó vô máy cưa xem nó sẽ ra được cái gì nữa nha các bạn nha. Ok, vậy bây giờ chúng ta cùng nhau đi thôi nào. Let's go. Rồi, ok bạn ơi. Và bây giờ để tìm ra con quái vật tiếp theo á, thì bọn mình đã quyết định là sẽ lên trên núi để đi kiếm nha bạn nha. Để coi quanh đây có con quái vật nào không ta. Ui, ui. Núi Mọi người coi bên đây nè. Có con quái vật gì nè mọi người. Ủa con này quen lắm nha. Cái con này là con gì vậy? Ủa, đây là quái vật gọi là Herodin SE mà. Ủa, cái gì? Quái vật Hero Team é te. Ủa, từ từ tôi xem coi. Ừ ha, con này nó có màu của Hero Team nè bạn. Rồi nó có cái đầu của
Iron Sim với Sam nè. Ủa, cái gì kỳ vậy? Con quái vật nhìn sẽ ghê vậy. Trời ơi trời. Ok, cái con này được đó nha. Bây giờ bọn mình sẽ cùng nhau tiêu diệt thử con này coi, để coi nó rê được cái gì nha mọi người. Ok, được rồi. Vậy bây giờ chúng ta cùng nhau tiến lên nào. Let's go. Ok, xuống đây, xuống đây. Từ từ xíu, từ từ xíu, từ từ xíu, bình tĩnh, từ từ, đừng có bắn đó. Mình phải lại gần mình xem thử, hiểu không? Đây. Trời ơi, quái vật mà cũng xem thử là sao vậy? Đúng rồi, mình sẽ phải lại mình review chứ. Trời ơi, mình là YouTuber phải review chứ. Từ để coi coi con quái vật này hình như nó không muốn tấn công bọn mình hay sao bạn ơi. Nhìn nó vô hại quá. Ờ không biết nó có cái gì không ta, nó có gì đặc biệt không? Thử chào câu đi. Để tôi lại tôi xem thử coi, tôi lại gần tôi xem coi nó có gì không. Để tôi quýnh thử coi. Ủa sao nó đứng im vậy? Ê! Oh my god, cái gì vậy? Ô, nó bị cháy rồi. Nó dụ mình, nó dụ mình. Trời ơi, mấy bạn ơi, cái con này có thể tạo được lửa kìa các bạn. Sợ thiệt sự luôn á. Một cơn bão bằng lửa luôn. Ok, từ tấn công đi mọi người. Mày quái vật hay đồ tìm. Ôi, mọi người cẩn thận, mọi người cẩn thận, mọi người cẩn thận, cái chân á. Ôi trời, con này biết phun lửa, con này biết phun lửa. Chết rồi bạn ơi, chết rồi bạn ơi. Cái con này nó tạo được nguyên một cái biển lửa luôn. Ghê thiệt sự luôn á. Như vậy là không được rồi, vũ khí của mình là lửa thì sẽ không làm gì được nó hết trơn á. Dùng luôn, ok. Mình sẽ dùng gọi là cái máy bắn pháo của mình nè. Ok, mọi người tránh ra, mọi người tránh ra, mọi người tránh ra. Để tôi. Hey, mày hiểu mày. Ok, nó đây dưới. Đâu rồi? Đâu rồi? Ui, ui. Mọi người có chân, mọi người có chân. Chạy qua đây nhanh lên mọi người ơi, có chân. Ôi trời ơi. Nó đốt tụi mình nè. Sợ quá, sợ quá. Để tôi. Mày hiểu mày. Ui. Mày ơi, ui trời ơi, cái con này nó né được hết đạn của mình rồi bạn ơi. Sợ quá à. Mọi người ơi, chạy nhanh mọi người ơi, nó đang qua kìa mọi người. Nó đang qua kìa. Dùng là dơ sóng thân lửa đang quánh tụi bên. Trời ơi, cái con này ghê quá, nó tạo được nguyên cái biển lửa luôn, sợ quá à. Chết rồi, chết rồi. Từ từ từ. Giờ sao? Sim. Ông ơi. Sim, chạy. Để không, để không. Không còn, vẫn còn hai viên đạn. Mày ơi, mày. Ui, ở đâu rồi? Ở đâu rồi? Nó lọt xuống hố rồi kìa. Ơ nhưng mà xung quanh nó tàn là lửa không à, làm sao bọn mình xuống đánh nhau với nó được. Chết rồi. Ơi. Chết rồi, bây giờ phải làm sao đây? Để tôi xem. Cái con này là nó là lửa, cho nên là lửa à, lửa thì sẽ sợ nước. À, rồi tôi biết rồi. Được rồi, bây giờ bọn mình hãy dụ nó nhảy xuống dưới biển nè. Thì khi mà xuống dưới biển á, nó sẽ không dùng được phép thuật của nó thì nó sẽ bị bọn mình tiêu diệt dễ dàng thôi. Đúng không mọi người? Để tôi. Mọi người dụ. Chờ nó qua coi chừng á. Sam ơi đừng đứng gần nó, nó phun lửa bây giờ. Trời ơi. Ok, nhảy xuống biển nhanh lên, nhảy xuống biển. À, nó đang đi theo mình, nó đang theo mình nè. Rồi thử dùng phép thuật coi, dùng được không? Trời ơi. Sao mà dùng được nữa? Rơi xuống đây sao dùng được nữa? Ok. Nó chìm kìa, nó chìm kìa. Nó chìm xuống dưới luôn kìa. Bắn nó đi mọi người, bắn nó đi. Ui. Ôi, đây để tôi Sam đi tránh ra. Để tôi dùng cái máy cưa của Chainsawman tiêu diệt nó. Ui, mày. Mọi người có chân nha, nó không dùng được phép thuật đâu. Mày. Ui. Trời ơi bạn ơi. Yeah, vậy là mình đã tiêu diệt được con quái vật thứ hai nha bạn nha. Đâu, để tôi lượm lại đồ của nó coi. Đây. Ui, cái này là mấy cái phép thuật của nó nè mọi người. Còn ở bên này là gì đây? Một cái quả trứng. À đây, có quả trứng của nó đây rồi. Yes, lượm được quả trứng của nó rồi. Trời ơi, tôi mệt quá mọi người ơi. Chết à, trời ơi. Từ, tôi thấy nó có mấy cái quyển sách phép thuật vậy nè, tôi dùng thử coi. Ui. Ôi trời ơi, cháy tôi luôn rồi. Trời ơi, cái con này ghê thiệt luôn các bạn. Nó có quyển sách phép thuật tạo ra được nguyên một cái biển lửa luôn, ghê thiệt. Ok, vậy là coi như bọn mình cũng đã bắt được cái con quái vật Hero Team đột biến ENE rồi. Bây giờ bọn mình sẽ đem về và cắt nó ra thử coi bên trong nó có gì nha. Ok, đi thôi. Rồi, ok bạn ơi. Và cuối cùng thì bọn mình cũng đã tiêu diệt được con quái vật Hero Team ENE nè. Bây giờ bọn mình sẽ thử bỏ vô cái máy này để coi nó sẽ ra được cái món đồ gì nha. Mình hồi hộp quá mấy bạn ơi. Cái con này hơi bị lạ luôn á. Ok, bỏ vô thử nè. Bỏ vô. Ôi, trời ơi. Cái con này to quá à. Cái con này to quá, không biết nó có chui vô được không trời. Tôi không biết nữa. À được. Nó chui vô được nha, Trời ơi, cái máy cưa của tôi là phải cưa được hết chứ. Đó, ok vô nè. Rồi, bây giờ mình sẽ qua bên đây xem thử coi nó ra được món đồ gì nha các bạn nha. Mình sẽ chui đây mình đứng luôn để mình chờ cái món đồ ra. Trời ơi, hồi hộp quá. Để coi nó ra được cái gì đây. Ủa, nó ra gì đây? Block màu xanh dương, block màu vàng. Ủa,
này là gì ạ? À, nó ra được màu sắc của Hello Team mấy bạn ơi. Rồi nó ra thêm, ui trời, có mấy bộ xương nữa kìa. Trời ơi, trời ơi, mấy chục bộ xương. Ui, rồi trái tim. Ủa sao có đến tận 3 trái tim luôn vậy? Cái gì ghê vậy? Trời ơi, để tôi lập vô coi. Cái vật này to mà. Ok, để coi cái còn gì nữa ông ta, để xem thử coi. Wow, cái con này là nó hơi bị đặc biệt nha bạn nha, bởi vì nó là Hero Team kết hợp lại với nhau, cho nên là nó có rất là nhiều đồ luôn. Từ từ để coi xem cái còn gì nữa nè. Ồ, ui, có thêm có cái gì đây? À, cái đầu xương các bạn ơi. Trời ơi, để tôi lượm vô nè. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tổng kết lại coi nó có cái gì nha, để xem coi. Đầu tiên á là nó có những khối len màu của Hero Team nè bạn. Nói chung là ở đây là có tất cả màu sắc của Hero Team luôn nè các bạn ơi. Đó, rồi sau đó là nó có được thêm 3 trái tim luôn nha các bạn nha. Ừ đúng rồi, bởi vì cái con này có đến tận 3 cái đầu nên là có 3 trái tim. Ủa gì kỳ ta? Đáng lẽ là nó phải có đến tận 8 trái tim lận chứ, tại vì Hero Team có đến tận 8 người lận mà, đúng không các bạn? Trời ơi, cái con quái vật này là vậy là không phải là Hero Team rồi. Tiếp theo nữa là nó có đến tận 3 bộ xương luôn nha các bạn nha. Trời ơi, ghê thiệt sự luôn á. Ok, ba cái xương sườn nha. Và cái con này như bạn hồi nãy bạn thấy á, là nó có đến tận 3 cái đầu lận, cho nên nó có thêm 3 cái đầu xương nha bạn ơi. Ghê thiệt sự luôn á trời. Được rồi, ok. Nói chung là cái con này á, tôi thấy là nó không có cái gì gọi là quý giá hết trơn á, buồn thiệt sự. Ví dụ như Chainsawman thì có được cái con chó bạn, cái con chó mà có cái đầu mà có cái mấy cưa mà... mình hơi bị thích cái con đó luôn. Còn cái con này không có gì hết trơn, tiếc thiệt sự. Rồi ok, thôi được rồi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi kiếm thêm một con quái vật tiếp theo để coi coi nó có gì nha các bạn nha. Mọi người sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Rồi sẵn sàng đúng không? Được rồi, vậy bây giờ chúng ta cùng nhau đi thôi. Rồi ok bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi kiếm con quái vật tiếp theo nha. Thì cái con quái vật này á, mình không biết nó là gì, nhưng mà ở đây mình đã chuẩn bị rất là nhiều vũ khí luôn các bạn. Đây súng nè, đó, mình chuẩn bị rất là nhiều súng luôn, các bạn biết để làm gì không? Là bởi vì á, là mình đã rút kinh nghiệm ở những con quái vật trước. Những con quái vật trước bọn nó quá mạnh mà dùng kiếm thì sẽ không đánh lại bọn nó, cho nên mình đã chuẩn bị rất là nhiều súng luôn à. Kỳ này sao phải được thì đó, tôi phải chuẩn bị nhiều súng vậy mới đánh lại bọn nó chứ. Rồi ok, đi tiếp nè, để xem coi con quái vật tiếp theo bọn mình sẽ tiêu diệt là con gì đây. Rồi để coi coi. Ê, ê, ủa gì vậy? Ủa gì đây? Ủa, áo xanh. Ủa sao có, sao có khứa xanh đang nằm ngủ ở đây vậy bạn? Ủa chưa ở đây hả? Trời ơi bạn ơi, có khứa xanh đang nằm ngủ chưa ở đây đó bạn. Ơi mà khoan từ, không biết là bên trong người của khứa xanh có gì ha mọi người ơi, hay là bây giờ bọn mình thử cắt khứa xanh ra coi bên trong người khứa xanh có gì được không, nghe hơi ác rồi mọi người. Đúng rồi ha, cái con này đâu phải là quái vật gì đâu, trừ khi nào mà nó đánh mình á thì may ra bọn mình mới thể tiêu diệt được nó bạn ơi. Còn con này thì nó bình thường quá, đang nằm ngủ trưa mà tự nhiên mình đem đi cắt nó ra thì tội nghiệp quá bạn ạ. Ok thôi được rồi, vậy bây giờ mình sẽ kiếm con quái vật khác nha bạn nha. Ok. Hình như từ nãy giờ bọn mình ồn ào quá cho nên là khứa áo xanh tỉnh giấc rồi mấy bạn ơi. Ủa gì vậy? Ủa? Trên người của khứa xanh xuất hiện gì vậy? Ui wow, cái gì vậy? Khứa áo xanh chạy nhanh dưới trời. Ai cái gì? Ôi khứa áo xanh tấn công bọn mình mấy bạn ơi. Trời ơi, cái khứa áo xanh này tấn công bọn mình mấy bạn ơi. Trời ơi trời. Ôi trời, vậy thì không được rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta có cớ để đánh nhau với khứa áo xanh này mấy bạn ơi. Ok, mọi người tránh ra, mọi người tránh ra. Tôi có mang súng, mọi người yên tâm để tôi bắn đó. Mày. 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 Bắn không được. Mày. Ủa sao nó nhanh vậy? Tôi bắn không được mọi người ơi. Mày. Mày đâu rồi? Trời ơi, nó nhanh quá bạn ơi, súng hết đạn mà không trúng được nó nữa. Ơi không sao đâu, không sao, yên tâm, tôi có mang theo AK. Ây da, nó bắn tôi nè, nó đánh tôi nè. Mang theo AK nè, bắn. Mọi người tránh ra, mọi người tránh ra, tôi bắn trúng mọi người bây giờ. Ây, cửa xanh. Hết đạn rồi. Mày đứng gần người tôi. Mọi người tránh ra, mọi người đừng lại gần cửa xanh. Để tôi bắn. Rồi xong, Sammy bị tiêu diệt rồi bạn ơi. Ủa hình như là mình tiêu diệt Sam á bạn, tại vì khứa xanh chạy nhanh quá, mình bắn trúng Sam mấy bạn ơi. Cái gì bắn tiêu diệt tôi vậy? Sammy tránh ra để không mày à. Mày à bây giờ trời ơi, nhanh quá bạn ơi. Mày à, ông ơi, sức mạnh ơi, chạy nhanh rồi mình không đòi lại được đâu. Gì cách khác đi Phong ơi, chịu rồi. Trời ơi, sức mạnh của khứa xanh là chạy nhanh, cho nên khứa xanh nhanh quá bạn ơi, mình không thể nào bắn trúng được khứa xanh luôn á. Bây giờ cái tên khứa xanh này tức quá mà. Khứa xanh đứng lại với ta, tức quá. A few moments later. Nếu như bây giờ không đánh được khứa xanh thì mình hẹn nghĩ ra một cái bẫy rồi đó để bắt khứa xanh lại. Cái tên khứa xanh này tức quá mà. Được, để Phong
Phong sẽ suy nghĩ Phong vô trong làng Phong kiếm coi trong ở trong cái ngôi làng này có gì giúp được một mình không. Khoai tây được ta. Có gì đâu, toàn đồ ăn không à, chứ có gì đâu. Lẽ không mở hay là ăn hay là bây giờ mình lấy đồ ăn cho Khứa Xanh ăn xong, Khứa Xanh ăn xong no bụng quá chạy không nổi ta. Không tin tào lao vậy cũng nghĩ ra được hả? Từ từ để tôi kiếm, mọi người bình tĩnh, từ từ để tôi suy nghĩ. Trong này có gì không? Có giáp ngựa, làm gì trời, kim cương không cần luôn. Thôi nhưng mà lấy đi, kim cương lấy luôn. Ok, cái giáp có cái mũ sắt nè, ok tôi đội mũ, cái mũ sắt trang bàn nãy là Khứa Xanh đập vô đầu tôi mấy lần luôn rồi đó. Bạn nhờ anh hả? Mọi người, tôi có ý này nè mọi người. Ở trong rương của dân làng có mấy cái mạng nhện nè. Bây giờ Khứa Xanh di chuyển rất là nhanh đúng không? Thì tại sao bây giờ chúng ta không đặt mạng nhện ra cho Khứa Xanh bị dính vô mạng nhện? Tại không mình sẽ bắt được. Hay nha. Cắt thì được nha. Trời ơi khôn như vậy. Trời ơi tôi mà tôi hơi bị thông minh luôn á. Ê mọi người ơi, Khứa Xanh đang nằm ngủ trên cây rồi mọi người. Trời ơi. Tôi nhìn ghét thiệt sự luôn á. Ok rồi, yên tâm để tôi đặt bẫy xung quanh đây. Tôi đặt nhiều vô. Tôi sẽ dụ Khứa Xanh tới đây. Yên tâm. Tôi cá chắc là Khứa Xanh sẽ không biết được rằng là cái bẫy của chúng ta đâu. Đây đặt ra là nhiều vô đó. Rồi ok. Rồi để tôi cầm súng tôi bắn vô Khứa Xanh nè các bạn coi nha. Bảo đảm với bạn luôn, mình vừa bắn Khứa Xanh là Khứa Xanh chạy một phát một luôn nữa bạn. Ok coi nè. 3 2 1. Hây. Ê. Hây. Hây. Ôi, cái này thấy chưa? Nói cái chị liền. Chạy á. Rồi ok. Mọi người tôi chạy nè. Mọi người cứ bắn Khứa Xanh đi. Khứa Xanh chạy qua chạy lại thế nào cũng dướng vô tôi nhà nè. Bắn đi. Okay. Khứa Xanh. Đây tôi đứng vô trong nè. Khứa Xanh. Khứa Xanh. Có giỏi vô đây đi. Rồi. Dính vô mạng nhện đây nè bạn ơi. Rồi xong chết chưa. Nó dính vô mạng nhện xong nó nằm nó ngủ rồi mọi người. Thấy ghét không? Nó chọc quê mình kìa mọi người. Nhìn thấy ghét mọi người. Trời ơi con này. Mày từ từ mọi người tránh ra, để không cho nó một cái quả độc này cho nó chết queo luôn. Đây cho nó dính vô cái quả độc này chết queo luôn. Mày quá vậy. Giỡn mặt với bọn tôi hả? Đây tôi lụm được cái quả trứng của Khứa Xanh nè các bạn ơi. Đây quả trứng của Khứa Xanh. Dạ ok, mình đã lấy được quả trứng của Khứa Xanh rồi nha các bạn nha. Được rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau về nhà cưa Khứa Xanh ha. Để coi trong người Khứa Xanh có gì nha các bạn nha. Trời Khứa Xanh nè, coi bộ có gì đặc biệt lắm nha. Coi bộ cái này hơi bị đặc biệt luôn nè nha. Nhưng mà mới đầu á bạn, bọn mình không tính là tiêu diệt Khứa Xanh đâu. Tại vì Khứa Xanh đánh bọn mình cho nên bọn mình phải tiêu diệt đúng thôi. Nhìn có gì không? Nhìn thấy ghét hiểu không? Đúng rồi, chứ không phải bọn mình ghét Khứa Xanh hay gì đâu nha các bạn nha. Rồi ok, đi về thôi, let's go. Trời ơi bạn ơi, tôi mệt quá bạn ơi. Tính ra tiêu diệt cái tên Khứa Xanh này á, tôi mệt muốn chết luôn á. Tính ra tôi đang bị bệnh á bạn, mà tiêu diệt Khứa Xanh này tôi chạy mà tôi thở không nổi luôn nè. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đem Khứa Xanh này bỏ vô trong đây để coi Khứa Xanh sẽ bị gì nha. Bỏ vô nè. Khứa Xanh có gì bên trong? Tạm biệt Khứa Xanh nha. Này thì vô bê thân yêu. Này thì láo toét hả? Láo toét chám gọi là chiêu ngươi bọn ta hả? Đó ok, đi vô. Rồi ok, đi vô rồi nè. Rồi ok. Bây giờ bọn mình sẽ qua bên đây xem coi Khứa Xanh sẽ ra được món đồ gì đây. Trời hồi hộp quá mấy bạn ơi. Không biết trong người Khứa Xanh có gì ta, để xem thử nha. Ra đi. Ủa? Có gì đây? Cái quần xanh. Ủa, có cái quần mọi người ơi. Có cái quần nè. Có cái áo. Ui, có cái đôi giày màu vàng nè. Ủa, có gì đây? Ui, vàng. Ủa? Ui gì vậy? Ủa, dây chuyền giàu dữ vậy? Ủa, giàu vậy? Ủa, cái gì mà Khứa Xanh giàu dữ vậy bạn? Toàn là bóng vật không nè bạn ơi. Oh my god. Ủa, cái gì đây? Ủa, có hai con mắt nữa. Ủa. Ủa, cần phải tách gọi là dữ thần vậy. Ủa, có mấy cái gì sao giấy chuyện? Ủa, sao Khứa Xanh giàu dữ người ta? Oh my god. Ôi, rồi còn có trái tim của Khứa Xanh nữa nè bạn. Trời ơi là trời. Hài thiệt luôn á. Ok rồi, để mình xem coi. Đầu tiên nha, trong người của Khứa Xanh là có là tất nhiên là cái bộ đồ màu xanh của Khứa Xanh nè. Và một cái đôi giày bằng vàng của Khứa Xanh. Đây, để mình mặc vô luôn. Đó, mình sẽ mặc vô luôn nha các bạn nha. Trời ơi, Khứa Xanh kìa mọi người. Đẹp trai không mọi người, đẹp trai không? Đó, ok. Ở đây chúng ta có thêm một trái tim của Khứa Xanh nữa nè. Và tiếp theo, để xem coi Khứa Xanh có gì đây. Ui, một cọng dây chuyền hình trái tim. Trời ơi, đã. Có thêm vàng nữa nè. Có thêm một cọng dây chuyền kim cương nữa. Trời ơi, quá trời kim cương luôn. Oh my god. Rồi sắt nè. Rồi sau đó là thêm một cọng dây chuyền nữa. Rồi sau đó là hai con mắt của Khứa Xanh. Trời ơi, nó bò nết dữ vậy. Nó bò nết dữ vậy trời. Nhưng mà mọi người ơi, mọi người để ý đi, chúng ta đã có được đến tận 3 cọng dây chuyền quý báu luôn. Trời ơi, xịn thật sự. Tôi không ngờ là Khứa Xanh là giàu đến như vậy luôn mọi người. Chia 3 người, tụi mình 3 người chia người cộng đi. Ok, được rồi, để tôi chia, để tôi chia. Tôi công bằng lắm, để tôi chia cho. Đây, đầu tiên nha, bây giờ mình chia ra 3 ô đi. Ô này là ô của tôi nè, đó. Ô này là ô của Sam nè, ô này ô của Sim nè. Đó, rồi, Phong một cọng dây chuyền kim cương nè. Ok,
Rồi ô của Sam là được con mắt nè, ô của Sim được con mắt nè, rồi Phong thì cầm dây chuyền nè, đó rồi ô của Sam được cục sắt nè, cục sắt nè, của Phong là cầm dây chuyền nè, đó. Rồi à, Sam mình có nghe gọi là quánh mấy cục sắt nè. Rồi sau đó là còn còn mấy cục vàng thì là tôi lấy luôn nha, kim cương tôi lấy luôn nha. Ok cảm ơn. Ông đi chơi, tôi đi với ông đưa chơi đồ gì kỳ vậy? Ơi. Tao lấy đó ông để giúp đỡ ông cho tôi như kiểu đồ thừa vậy. Xin lỗi, xin lỗi, giỡn, đây, đây, cho Sim một cái cọng dây chuyền kim cương đúng màu của Sim luôn. Đó, còn Sam thì tôi cho Sam cọng dây chuyền hình trái tim nè. Nhìn đẹp quá. Ok, nói chung á mọi người, là trong tập này á nha, là bọn mình á, kiếm được nhiều đồ nhất là từ Khứa Xanh nha các bạn nha. Bọn hình kỳ này là bọn mình giàu rồi các bạn ơi, yeah, quá đã luôn. Vậy là mình không cần phải giấu quỷ đen nữa, tại vì mình đã có tiền rồi. Ok bạn ơi, và nếu như các bạn nào mà muốn mà mình sẽ cưa những con quái vật nào tiếp theo ở trong Minecraft, hãy nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Ví dụ như là cưa Kairon chẳng hạn. Hay là cưa mèo Shippy ra. Thì bạn hãy comment xuống bên dưới cho mình biết, thì mình sẽ cưa những con quái vật hoặc là bất cứ cái gì các bạn muốn ở trong Minecraft ra nha. Ok. Rồi, và mình nghĩ rằng video của mình đến đây cũng đã rất là dài rồi, cho mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Và nếu như anh em thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của Sammy, Simmy và tất cả các thành viên còn lại của Hero Team để đăng ký họ cho mọi người nha anh em. Có gì hay. Bye bye. Và hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Tạm biệt. Bye bye. Bye.